Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trồng cây xung quanh nhà có nhiều tác dụng như trang trí, lấy bóng mát, thanh lọc không khí. Nếu là cây ăn quả thì bạn có thể hưởng trái ngọt theo mùa. Tuy nhiên không phải loại cây nào cũng thích hợp để trồng. Gia chủ cần lựa chọn trồng những loại cây phù hợp để không làm ảnh hưởng đến môi trường cũng như phong thủy của ngôi nhà. Sau đây là 4 loại cây có thể ảnh hưởng không tốt đến phong thủy, nên tránh trồng quanh nhà. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất là cây lớn đè lên mái nhà. Các loại cây quá lớn trồng sát nhà thực sự có thể ảnh hưởng không tốt đến ngôi nhà. Nếu cây phát triển quá cao, cành lá kéo dài đè lên mái sẽ tăng sức nặng trên mái, làm mái nhà có nguy cơ sụp, đổ vỡ. Ngoài ra khi trời mưa gió, các cành cây có thể gãy đè lên mái gây ra tai nạn nguy hiểm. Do đó, gia chủ nên tránh trồng những cây quá lớn ở sân nhà. Thứ hai đó là cây có tán xòe rộng, che kín nhà. Sân nhà cần có sự thoáng đãng để ánh nắng chiếu vào, có lợi cho sức khỏe cũng như đem dương khí vào nhà. Trồng các loại cây lớn với tán xòe rộng trước sân sẽ cản nguồn ánh sáng tự nhiên vào nhà, khiến ngôi nhà thêm phần u tối. Điều này vừa không có lợi cho sự thông thoáng, vừa có thể làm tăng độ ẩm trong nhà, đồng thời gây cản trở tầm nhìn của mọi người. Việc để cây lớn chắn trước cửa cũng ảnh hưởng không tốt cho phong thủy của căn nhà, tăng tích tụ âm khí. Thứ ba đó là cây có bộ rễ phát triển quá mức. Các loại cây có bộ rễ phát triển mạnh có thể ăn sâu vào móng nhà. Những loại cây này có sức sống lớn, rễ có thể khoan thủng móng nhà, làm nứt móng khiến nhà không còn chắc chắn, gây nguy hiểm cho con người. Những loại cây có bộ rễ lớn, cây phát triển mạnh như cây đa, cây liễu, cây du. Thứ tư đó là cây héo tàn. Nếu xung quanh nhà có các loại cây đã héo tàn, không còn sức sống, gia chủ nên loại bỏ chúng càng sớm càng tốt. Vào mùa xuân, cây cối héo úa, ủ rột là điểm xấu đối với gia đình. Nhà là nơi chúng ta sống nên cảnh quan cần rực rỡ, tươi tốt, tràn đầy sức sống. Nếu có cây héo úa, lụi tàn thì không khí vui vẻ sẽ bị phá vỡ. Con người thường xuyên nhìn thấy cây héo tàn thì tâm trạng cũng không tốt, dễ suy sụp. Để tốt cho phong thủy ngôi nhà, gia chủ nên lựa chọn những loại cây phù hợp với bản mệnh, giúp mang lại sinh khí, tạo cảnh quan xanh tươi. Dưới đây là một số gợi ý quý vị có thể tham khảo. Dựa vào ngũ hành, màu sắc của các loại cây mà chúng ta có thể chọn được loại cây phù hợp với bản mệnh của mình. Loại cây nào là tương khắc để có thể tránh? Thứ nhất là cây phong thủy theo mệnh kim. Theo ngũ hành, thổ sinh kim, vì thế người mệnh này cũng có thể chọn loại cây thuộc hành thổ. Những người mệnh kim phù hợp với màu kim loại, màu trắng. Những cây hợp mệnh kim nhất là sen đá đô la trắng, bách hợp, cây bạch mã hoàng tử, cây kim ngân, cây mỹ lan, cây hoa lan ý. Người mệnh này nếu muốn tăng vận khí thêm dồi dào, nên để 4 đến 9 chậu cây cảnh trong nhà sẽ vô cùng thích hợp. Ngoài ra cũng có thể trồng các loại cây phong thủy theo mệnh thổ như cây sen đá nâu, cây hoàn liên gai, hoa mai vàng, cây quất, hoa thủy tiên. Những loại cây hoặc hoa của cây có màu vàng, nâu, cam đều giúp người mệnh kim tăng được tài lộc về với gia đình của mình. Người mệnh kim rất phù hợp với các loại cây có lá hình thuôn gọn, dài, thân vươn cao. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn chậu cho cây làm bằng kim loại. Tuy nhiên người mệnh này nên tránh màu đỏ vì hỏa khắc kim sẽ làm thiêu đốt tài lộc. Thứ hai đó là cây phong thủy theo mệnh mộc. Theo thuyết ngũ hành, người mệnh mộc phù hợp với màu sắc thuộc hành mộc, hành tương sinh thuộc hành thủy. Người tuổi này rất phù hợp để trồng cây trong nhà. Hầu hết các loại cây sẽ giúp người mệnh này gặp nhiều tài vận trong cuộc sống. Những màu phù hợp đó là đen, xanh lá, xanh lam, xanh nước biển. Số lượng cây nên trồng trong nhà là 3 hoặc là 8. Một số loại cây phù hợp với người mệnh này
đó là sen đá bông hồng đen, cây đế vương, cây kim ngân thủy sinh, cao tiểu trâm. Những cây thủy sinh cũng rất phù hợp với người mệnh mộc. Tuy nhiên, người theo mệnh mộc nên biết cách hạn chế và chăm sóc cây cho tốt để cây rước đắc tài, đắc lộc về nhà. Thứ ba đó là cây phong thủy theo mệnh thủy. Theo ngũ hành, kim sinh thủy, vì vậy người tuổi này phù hợp với màu sắc của cả hành kim và thủy. Người mệnh này khéo léo như nước, thích hợp với các màu như là xanh dương, trắng, đen. Trồng một hoặc sáu chậu cây sẽ giúp người tuổi này tăng thêm vận khí và tài lộc. Có khá nhiều loại cây phù hợp với người mệnh thủy. Cây kim ngân, sen đá bông hồng đen, sen đá nhất mặt hương, cây hoa trà, cây mẫu tử, hoa đại tướng quân, dương sỉ. Lựa chọn được loại cây phong thủy thích hợp sẽ giúp người mệnh thủy tiền vào như nước, cuộc sống êm ấm, thịnh vượng. Thứ tư đó là cây phong thủy theo mệnh hỏa. Người tuổi hỏa nhiệt tình nhưng cũng có khi dễ nóng nảy. Họ yêu thích sự sôi nổi, chủ động. Màu sắc phù hợp nhất với người mệnh này đó là màu đỏ. Ngoài ra cũng có những màu sắc khác như màu cam, hồng. Theo ngũ hành thì mộc sinh hỏa, vì thế màu xanh cũng là màu vô cùng phù hợp với người mệnh hỏa. Các loại cây có hoa màu đỏ có khả năng rước vận tài lộc cho người mệnh hỏa. Những loài như là cây trạng nguyên, hoa cẩm nhung, hồng môn, sen đá ba màu sẽ đem đến tiền tài, công danh rực rỡ cho người mệnh hỏa. Thứ năm đó là cây phong thủy theo mệnh thổ. Người mệnh thổ khắc mộc nên thường không phù hợp với việc trồng cây xanh. Người mệnh này phù hợp với màu nâu, vàng đỏ, nên để khắc chế mộc thì nên trồng các loại cây như là hồng môn, cây vạn lộc, sen đá nâu, cây phú quý, sen đá tứ phương. Những loại cây này sẽ giúp người mệnh thổ khai sáng trí tuệ, tinh tường trong sự nghiệp và cân bằng trong tài chính. Nên trồng cây trong các chậu có hình vuông với chất liệu bằng sứ hoặc đá là phù hợp nhất. Ngoài việc chọn cây hợp mệnh, yếu tố phong thủy còn bắt buộc gia chủ phải xem xét, cân nhắc việc bố trí cách sắp xếp cây xanh để đạt được mục đích là cải thiện trường năng lượng cho không gian. Dưới đây là một số nguyên tắc gia chủ cần lưu ý. Đối với cây phong thủy trong nhà, nên đặt ở cửa sổ nằm hướng đông. Đây là hướng đón nắng tốt nhất, hỗ trợ quá trình sinh trưởng của cây. Ngoài ra hướng đông cũng là nơi mang đến nguồn năng lượng phong thủy cực kỳ tốt. Nên chọn những cây có dáng tròn sinh, đầy đặn và viên mãn, có màu sắc tươi tắn, đậm nét. Chúng sẽ mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho người sở hữu. Phân loại cây theo đặc điểm sinh trưởng. Ngoài ra cũng nên lưu ý các loại cây có tính dương cần ánh sáng. Nếu trồng ở nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng, chúng sẽ phát triển yếu ớt, khó ra hoa, kết trái và dễ chết. Trong khi đó, loại cây có tính âm như là hoa hồng, cúc, thược dược, đỗ quyên có thể đặt ở trong nhà hay nơi bóng râm. Cân đối số lượng cây trồng ở các khu vực trong nhà, mục đích chính của trồng cây phong thủy trong nhà là giúp cân bằng, giữ hòa khí cho gia đình. Ngôi nhà có cây xanh sẽ cân bằng âm dương ngũ hành, mang lại vận khí tốt cho không gian. Tránh trồng quá nhiều các loại cây phong thủy trong nhà. Mặc dù có nhiều lợi ích là thế, nhưng vẫn có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Khi đêm xuống, cây trồng thải ra khí carbonic không tốt cho hệ hô hấp. Vì vậy, chỉ nên trồng cây phong thủy với số lượng vừa đủ để trang trí và tăng sự thịnh vượng. Còn lại nên bố trí ở khu vực sân vườn nếu thực sự yêu thích. Khi bạn trồng cây ở các khu vực như là trước hiên nhà, sân vườn thì tránh số lượng đơn lẻ một cây. Tốt nhất là nên trồng theo cặp hoặc trồng số lẻ nhưng phải lớn hơn một, như là trồng 3, 5, 7 cây. Các số lẻ trừ số 1 mang ý nghĩa phong thủy tốt, số chẵn thì luôn là đại diện của sự hài hòa, cân đối. Nên học tập kỹ thuật chăm sóc cây cối đối với cây phong thủy hoặc bất kỳ loại cây cảnh nào nói chung trước khi có ý định mang về nhà và sử dụng sự sinh trưởng của chúng nhằm thu hút năng lượng tốt. Với cây phong thủy trồng trong nhà, nếu không nắm rõ được đặc tính và kỹ thuật, dễ dẫn đến việc chúng bị thiếu nước, thiếu sáng hoặc ngập úng. Ở những vị trí bà làm việc, gần giường ngủ lại càng tối kỵ. Vị trí tốt nhất để đặt các chậu cây phong thủy trong nhà nên là các góc phòng khách, góc cuối hành lang, góc phòng ăn. Cách bố trí này giúp hạn chế sự vướng víu trong quá trình di chuyển, sinh hoạt và tạo ra sự cân bằng cho tổng thể. Theo phong thủy, trước cửa nhà không nên đặt những loại cây có tán lá quá rậm, vừa khiến che khuất tầm nhìn, vừa có cảm giác tối tăm, ngột ngạt, ngăn chặn sự lưu thông không khí và năng lượng. Nếu vẫn muốn đặt những chậu cây tán lớn thì phải thường xuyên tỉa cành, dọn dẹp lá để giữ sự thoáng đãng cho không gian. Những loại cây có tán dài nhọn nhìn có vẻ thanh mảnh, gọn gàng, nhưng không phải tất cả đều mang ý nghĩa tích cực.
Vì vậy, bạn cần phải tránh chọn chúng, tìm hiểu thật kỹ ý nghĩa, giá trị phong thủy trước khi lựa chọn. Những cây có tính âm như cây họ Cát Đằng, cây họ Quyết không phù hợp để trồng trong nhà. Chúng dễ khiến ngôi nhà của bạn mang đầy âm khí, không mang lại lợi ích gì. Vâng thưa quý vị, cây phong thủy trong nhà là lựa chọn phổ biến nhưng có nguyên tắc riêng không hẳn ai cũng biết. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về cách lựa chọn, chăm sóc cây phong thủy để giúp tân trang không gian sống của mình theo hướng tích cực, hiệu quả hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.